Chào bác, như hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu một người lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Số điện thoại cửa hàng mẹ em là 0976123320. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của cửa hàng bên em. Thì lô này sẽ là lô ca nhé. Lô ca sẽ gồm có 8 cây, có máy cưa Shidewa này, Shidewa 360, Shidewa 393 nhé, G365 Komatsu hệ miền Tây nhé, Echo 361 này, cây này là cây Mazu Zangma tay cụt này, cây ZUB tay cụt này, Echo 331 và sách Domen. Rồi, bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin một like nhé, đăng ký kênh và chuông thông báo. Cái sản phẩm khi bác mua hàng bên cưa bên em, sản phẩm theo kèm sẽ gồm có tuýp này, để một cái để chỉnh mình sang con này, và một cái rũa nhá các bác nhá. Bên em bán thì hàng thì có bao ship hàng toàn quốc cho bác nhá. Rồi em xin giới thiệu chi tiết luôn lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì đầu tiên ngày hôm nay con K1 thì một con giới thiệu cho mọi người một con sách Domen. Con này sách Domen 102 nhá. Con này là 40cc, nòng 40 ly. Con này là con một con nòng đứng, máy sản xuất tại Đức nhá. Lam con này lam 30 này, xích là xà xích chung 91 nhá. Xích là xà xích chung 91, hơi ám rất là đẹp này các bác này. Con này sản xuất tại Đức, máy xài bao lợi xăng luôn. Máy nòng đứng cực kỳ là ngon, 40cc nòng 40 ly luôn các bác nhá. Con này cắt rất là mạnh luôn. Nó thích hợp cho bác cắt gia đình, tỉa cành. Đó, các bác đi cắt keo kia dùng con này cũng khá là ok. Đó, con này thì giá là 1.400.000 bao phí ship cho mọi người nhá. Đấy, Tết nhất cận kề rồi. Bác mua con máy này về cắt gia đình, cắt củi, nấu bánh chưng rất là ok nhá. Giá chỉ là 1.700.000 thôi. Máy của Đức thì các bác biết rồi, chất lượng nó rất là ok nhá. Đây, Made in West Germany nhá. Sách Domen 102. Con này thì giá là 1.400.000 bao phí ship, test nổ tiếng máy con K1 cho bác nhá. Ok, giá chỉ là 1.400.000 thôi. Đó, mình thích chỉnh tốc độ cao hơn thì các bác chỉnh bằng tô bít này, CH-CL vào nhé. Đó, quay giá là 1.400.000 bao phí ship nhá. Rồi, tiếp theo số 2 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một con máy đến từ thương hiệu Echo 331, một cái dòng máy rất là cắt gia đình nhưng mà thuộc dòng máy hệ nhá. Con này thì thậm chí các bác cũng mang đi khai thác rất là mạnh luôn. Con này là Echo 331, 33cc, nòng 39 ly. Dòng này thì xài bao các bác cực kỳ bền nhá. Hai ống giữ lam. Lam con này lam 35, xích là xài xích mini, xích chuột nhá. Xích là xài xích mini, xích chuột. Đấy, con này thì xài cực kỳ là sướng luôn các bác này. Bao phê luôn. Máy Echo 331 thì rất nhiều các bác dùng rồi. Xài bao bền, đặc biệt nó vòng tua rất là lớn. Rất là lớn, vòng tua dòng này rất là lớn nhá, hơi hám cực kỳ là bền luôn. Dòng này thì khỏi chê luôn. Con K2 này giá là 2.000.000, trọng lượng của máy là 5kg nhá. 5kg, 2.000.000 bao phí ship nhá. Test nổ tiếng máy con K2 cho bác này. Chạy rất là êm luôn. Ok, 2.000.000 bao phí ship lần K2 nhé. Rồi, tiếp theo K3. K3 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một con máy tay cụt. Con này là con siêu hệ cho bác nhé. Siêu hệ, nếu mà để nói về tay cụt thì con này nó rất là VIP luôn. Trọng lượng máy rất là nhẹ. Một con ZOB thích hợp cho bác cắt tỉa canh, cắt củi nhé, cắt gia đình. Đặc biệt con này thì nó đây, cái ốp lam này. Đặc biệt con này thì nó trang bị này, trang bị một cái lam. Lam này lam VIP nhá. Lam này gọi là lam điêu khắc. Đó, lam đầu nhọn, lam điêu khắc rất thích hợp cho cánh mà chơi cây cảnh hay các bác làm thợ mộc hay là thích đục tượng các kiểu nhá. Con này thì lam của nó lam nhọn, xích là xài xích mini, xích chuột. Ốc áng 7 màu luôn. Đặc biệt con này thì rất là nhẹ nhá. Con này trọng lượng của nó là hơn 3kg một chút xíu thôi. Đó, máy ZOB. Đấy, hệ của Komatsu sản xuất, xài cực kỳ là bền các bác nhá, cực kỳ là bền luôn.
chụp giật thì trợ lực đây. Đấy, con này thì máy rất là mới, rất là đẹp, các bác nhìn cái bô của nó nhá. Đấy, con này thì giá là 2,3 triệu bao phí ship. Con này rất là hệ, máy rất là mới, cho nên là giá nó khá là cao nhá. Đó, các bác nào muốn mua những con tay cụt rẻ hơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhá. Còn con này em lựa ra là nó rất là VIP luôn. Con này giá là 2,3 triệu K3. Bao phí ship cho bác nhá. Test nổ tiếng máy này. Okay. Rồi tiếp theo nhá. Tiếp theo K4. K4 ngày hôm nay thì cũng giới thiệu cho mọi người một con máy cưa tay cụt hệ VIP nhá. Con này là con Mazu Rangma. Con này C mã của nó CT311M này. Một con siêu mới luôn. Con này thì mới khỏi chê luôn các bác nhá. Đấy. Rất là mới nhá. Các bác nhìn này, một con siêu phẩm dành cho các bác nào mình về thứ nhất là thích sưu tầm. Đấy. Thứ hai là muốn mua con máy siêu VIP luôn, một con siêu hệ luôn nhá. Con này thì rất là nét luôn, máy đẹp 95% luôn. Cái lam Mazu Rangma này, lam của nó là lam 35, xích là xài xích chung 91 này. Đấy. Rất là đẹp này các bác này, một con siêu hệ luôn, siêu VIP, siêu cọp luôn nha các bác nhá. Con này thì các bác nhìn cái bô của nó này, ốc áng này 7 màu hết nhá, quá đẹp luôn. Trọng lượng con này là tầm hơn 4 kg. Đặc biệt máy thì có tích hợp một cái chụp giật trợ lực lớn nhá. Chụp giật trợ lực lớn này, các bác nhìn này, các bác có thể nhìn thấy ngay trong clip nhá. Máy thì có bơm xăng phụ nhá, bơm xăng phụ rất là đẹp các bác này. Con này thì về các gia đình leo trèo tỉa cành hay là các bác mua siêu tầm nhá, siêu hệ luôn. Con này giá là 2,5 triệu nhá. Siêu cọp luôn, siêu mới nhá. Ok. Đây, test nổ cho bác nhá. Công tắc thì nằm ở đẩy xuống này. Chụp giật trợ lực hôi này. Mình giật về, giật cần lên ông nhả về thì nó sẽ tự khắc nổ cho. Đây các bác nhìn dây giật của nó này. Siêu VIP luôn. Tăng chuyển lên. Siêu VIP đây các bác nhá. Đây. Máy tự khắc nổ. Ok. Con này thì giá là 2,5 triệu bao phí ship, một con cọp đen rất là đẹp. Rồi. Ok, tiếp theo K5. K5 ngày hôm nay thì có một con Echo 361, một con nòng đứng, Echo nòng đứng nhá. Con này thì rất là mạnh luôn. Một con rất là đẹp các bác nhìn này. Một con Echo nòng đứng, các bác nào thích xài máy nòng đứng thì các bác lựa chọn con này nhá. Con này là công suất của nó là 36cc, nòng 40mm, máy rất là đẹp. Làm con này làm 35, xích là xài xích chung 91. Xích là xài xích chung 91 nhá. Bác nào mà chốt con này thì em lên xích mới cho bác nhá, lên luôn sợ xích mới cho bác. Con này về các bác có thể cắt những cây như kiểu cây keo, cây quế, hay là các bác đi cắt dừa rất thoải mái nhá. Cái dòng này sẽ rất là bền, 36cc, nòng 40mm. Họ sẽ khai thác máy nòng đứng, xài cực kỳ là êm, cực kỳ lợi xăng. Đặc biệt bô của những dòng Echo này thì nó tích hợp bô giảm thanh nhá, nghe rất là ấm và không bị đau tai. Ok, test nổ tiếng máy K5 cho bác, con này giá 2,5 triệu, bao phí ship này. Rất là lực, rất là êm. Ok, con này giá 2,5 triệu nhá. Bác nào chốt đơn em sẽ lên sợi xích chung 91, xích mới cho các bác về cắt
cho nó nhàn nhé, vì là con này xích nó hơi cùn rồi. Đó, xích nó còn rất là mỏng, em sẽ lên xích mới trực tiếp luôn cho mọi người. Con K5 này giá 2 triệu rưỡi nhá, bao phí ship, máy đẹp xuất sắc này. Rồi, tiếp theo K6 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một con máy hệ miền Tây nhá, một con Zenoat Komatsu G365, Zenoat Komatsu G365 luôn nhá, đời 3 số. Con này là 36cc, nòng 40mm. Con này thì cắt khai thác được nhá, con này cắt khai thác được nhá. Đấy, lam của con này là lam 35, lam đuôi nhỏ này các bác này, lam hệ nhá. Xích là xài xích mini, xích là xài xích mini, xích chuột nhá. Đó, ông giữ lam, con này thì các bác đi cắt vanh gỗ tầm 150 đủ lại, cực kỳ là ok các bác nhá. Đấy, máy dòng hệ miền Tây này thì rất là chất lượng rồi. Đó, con này thì bán anh em giá là 2,6 triệu, bao phí ship nhá, test nổ tiếng máy con K6 cho bác này. Con này sạch bao mạnh luôn, hơi hám cắn đen. Những cái dòng G hay Shidawa nòng nằm thì các bác biết rồi nhá. Các bác nào đã xài qua Shidawa 350 hay là G365 này thì các bác biết rồi nhá. Cái độ bền nó thì cực kỳ là bền luôn các bác nhá. Con này thì giá 2,6 triệu bao phí ship này. Rồi, tiếp theo con số 7, số K7 ngày hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một cái dòng siêu hệ của con Shidawa 360, một con 36cc nòng 40mm. Con này thì rất là mạnh nhá. Máy trọng lượng nhỏ, được thiết kế nhỏ nhẹ, trọng lượng chỉ tầm 5kg, hơn 5kg chút xíu. Nhưng mà nó cái vòng tua rất là lớn, đặc biệt cái con này siêu loại xăng luôn các bác nhé. Siêu 360, một cái gọi là tượng đài rất là VIP, dòng siêu hệ các bác săn đón rất là nhiều. Đấy, con này là đặc biệt lam của nó, lam dài các bác này, lam dài nhá. Con này lam dài tới đường kính lưỡi cắt của nó lên tới hơn 50 nhá. Xích là xài xích trung 91, làm là tinh nha các bác nhá, làm là tinh, siêu hệ luôn các bác ạ. Con này thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40mm. Đấy, con này thì giá là 2,8 triệu nhá. Dòng Shidawa thì các bác biết rồi, nó rất là chất lượng luôn, cho nên là giá nó sẽ cao hơn so với những cái dòng bình thường. Đó, test nổ tiếng máy con K7 cho các bác này. Công tắc thì bật về phía lên nhá. Con này thì các bác đi cắt dừa riếc nhá, rất là sướng. Đấy, làm ở những xưởng gỗ bóc dùng những con này rất là nhẹ nhàng, rất là dễ cắt gỗ phần đoạn nhá. Con này giá 2,8 triệu bao phí ship này. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay, con K8 ngày hôm nay giới thiệu cho mọi người một con Shidawa 393, một con Shidawa 393 40cc nòng 40mm. Con máy này thì rất là đẹp các bác này. Đấy, cộp là mô lia của rất là đẹp các bác nhá. Con máy này nóng đứng này, cực kỳ là mạnh luôn. Đó, các bác đi cắt quế kia các kiểu nhá, dùng những con này rất là sướng. Đây, lam con này còn khá là đẹp đấy các bác nhá, lam Shidawa nha các bác nhá. Lam con này lam đường kính lưới cắt nó được tầm 45, xích là xài xích mini, xích chuột, máy còn zin nguyên bản từ A đến Z. Máy có thích hợp van xả áp cho mọi người luôn này, thích hợp van xả áp nhá. Con này giá là 3 triệu bao phí ship. Dòng này chạy bao êm, bao lợi xăng, đặc biệt là phụ tùng rất là dễ dàng thay thế nhá. Con K8 này giá là 3 triệu, test nổ tiếng anh K8 cho bác này. Công tắc bật. Ok, cái côn của nó hơi bị khô dầu một chút xíu nhá, em sẽ châm một ít nhớt 2T. Đấy, ok, con này thì giá là 3 triệu bao phí ship nhá. Đó, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976 123 30. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.